Cho đùa, đi nước ngoài của Hưng Vlog và phản ứng của một bộ phận dân mạng, em luôn ủng hộ anh. Nhiều người xem lại bày tỏ sự thương cảm, xót xa cho video được xem là một trò chơi khăm khác của Hưng Vlog. Chiều tối 16 tháng 10, Hưng Vlog đăng tải video với tiêu đề Hưng Vlog đi nước ngoài, xin lỗi các bạn. Lập tức video này đã thu hút sự chú ý, ban đầu không ít người cho rằng Hưng đã có quyết định đi nước ngoài sau loạt lùm xùm liên tiếp vừa qua, nhuộm màu đồ ăn, nấu cháo gà nguyên lông, quay clip đập heo đất ăn trộm tiền. Thế nhưng khi tới cuối video tất cả mới được vạch trần, hóa ra chỉ là một clip chơi khăm khác của Hưng, nhưng lần này không chỉ với bà Tân mà còn với tất cả người xem. Cụ thể, Hưng cho rằng việc làm clip chỉ để cho vui, không có ý xúi giục người xem ăn trộm, anh hứa hẹn từ nay sẽ hạn chế làm video dạng chơi khăm, cố gắng sản xuất các nội dung khác để phục vụ những người yêu quý. Ấy vậy mà, vừa dứt lời Hưng đã đi trêu bà Tân tiếp tục với chuyện giả vờ đi nước ngoài.